con máy UHE 4004 bọt monitor xong rồi nhá. Nó bị lỗi tua lui, bây giờ mình làm tua lui ngon rồi. Ok, trời mưa quá nên là không có mở được cái âm thanh cho anh em xem. Chỉ là chúng ta test sóng bằng để ghi xong rồi chúng ta test cái phần phát thôi nha. Tại vì giờ mưa to quá có mở âm nhạc của tao không nghe rõ được. Máy thì ok, máy đẹp lắm, máy cũng khá đẹp. Zin. Chưa thấy sửa chữa gì hết trơn. Thường thường là máy nước ngoài nó hay thay hai cái tụ này nè. Máy tụ màu màu vàng này hay hư lắm rồi. Giờ máy nó đang ngon thôi, cũng không thay làm gì. Khi nào hư tới đâu thay tới đó ha. Máy tụ này đó nè. Tụ này nếu máy nước ngoài nó dọn rồi nó thường hay thay máy tụ vàng. Tụ Aero. Chúng ta bấm dép play này. Rồi. Đang cầm điện thoại nên là nó hơi vướng vướng rồi. Rồi nha. Rồi ok. Chúng ta đang ở để ở test này, test sóng test này nha. Rồi ok. Chúng ta để ở sóng chuột. Vị trí là 11 này. Đây sóng chuột này. Chuột bằng S này. Và để coi sóng nó. Ok, chúng ta vào cái test này. Đó, chuột này. Tất nhiên là ở test thì nó vẫn có độ rung của cái motor một chút xíu nhưng không sao cả nha. Máy nào cũng vậy thôi chứ không phải chúng ta đo sóng chúng ta nhìn thấy, chứ còn nếu mà chúng ta nghe chúng ta không biết đâu. Máy mà máy nhỏ, máy monitor là mình phải dùng một motor cho hệ thống này nè. Đây. Vừa kéo cho cấp tăng, vừa kéo cho reel cho nên là con nào cũng bị rung rung một chút xíu. Nhưng mà nghe không biết nha, lưu ý nha. Nghe chúng ta không biết được đâu nha. Rồi sóng thì người ta sẽ nhìn thấy được chưa? À, đẹp đúng không? Một luôn. Rồi ok. Còn cái vấn đề mà nó băng cái âm thanh nó nhảy là do nó băng cũ á, băng năm là băng cũ nên là nó có những đoạn được tốt, đoạn xấu ta phải chấp nhận thôi. Máy nào cũng vậy, không phải riêng máy mình không theo. Tua này. Ok này. Ta bỏ băng test vào, chúng ta kiểm tra cái kênh khác, cái azimuth. Azimuth máy này về mạch định đúng rồi nha, chúng ta không còn phải chỉnh về azimuth đâu. Tại vì UHE ít người họ, chỉ hồi xưa họ làm nhà báo nên là họ cũng sử dụng nó ít, nên là còn lớn là đúng hết rồi. Nó chỉ hư mấy con tụ chúng ta chịu khó thay, còn không thì nó đang ngon thì chúng ta cũng không cần phải thay đâu. Một tay mình cầm điện thoại và trời đang mưa to quá nên là anh em sẽ không nghe rõ. Ở đây cầm điện thoại nó hơi rung rung, đang thiếu bia. Okay. Đây, sóng này sóng phát một kênh 400 rất là đẹp quá. À, ok, chúng ta kiểm tra sóng azimuth. Cái này mặc định đúng á. Mày đúng đúng rồi, azimuth. Cái này chưa ai chỉnh là mừng. Người ta mà chỉnh là mình mệt lắm. Tại vì họ chỉnh cái phương vị rồi cái azimuth sai mình, rồi mình chỉnh lại cực lắm. Còn nó đúng quá là mình khỏe. Vừa to dễ sợ. Mưa từ 5 giờ giờ rồi. Giờ 5 giờ 25 phút rồi. Vẫn còn sáng là 400. Máy chúng ta chịu khó về làm là máy nào cũng nghe ok lắm. Dù những cái máy nhỏ model máy cassette mà tầm 1-2 triệu mà nếu mà làm đúng đầy đủ công suất kỹ thuật là nghe cũng tạm ổn.
nhà sản xuất người ta tính toán để cho anh chúng ta dùng hết rồi, khá là ok chứ không phải. Còn máy sai máy có mười mấy hai chục mà máy nó không đúng thì nghe nó rất quá buồn cười. Vẫn còn trong khoảng 400. Rồi kia chị mất rồi. À, đã không? Chào. Okay.